tối ngày 26 tháng 7 tại Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện, cán bộ và nhân dân huyện nhà tổ chức lễ thắp nến tri ân và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Cùng dự có Bí thư huyện ủy Phan Tấn Linh, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam cùng các ủy viên ban thường vụ huyện ủy, các ban ngành đoàn thể, các địa phương. Cùng dự còn có Đại đức Thích Viên Như, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện cùng Đại đức trụ trì các chùa trên địa bàn, các tăng ni Phật tử và đông đảo nhân dân huyện nhà. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến trường kỳ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến thần thánh bảo vệ Tổ quốc, huyện Nghi Xuân đã có 2.048 người con ra đi mãi không về, với gần 5.000 thương bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam. Hiện có 601 liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhà. Lễ thắp nến tri ân và cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ là nét truyền thống văn hóa tâm linh của Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân để ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời chia sẻ, động viên, làm vơi đi nỗi mất mát của thân nhân, gia đình các liệt sĩ.